giải mã tri kỷ, nơi tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ được thử thách. Vợ phải giữ tiền cho chồng chứ, mình quản lý tài chính. Em cũng không có muốn người khác nghĩ là em lấy anh Linh vì tiền. Em cũng có tiền và anh Linh cũng có tiền. Em không quan trọng chuyện giàu sang, phú quý là chính. Em quan trọng là gia đình, con cái được khỏe mạnh. Hai vợ chồng khỏe mạnh, con cái khỏe mạnh, đủ ăn, đủ mặc là em cảm thấy vui, cái đó là hạnh phúc. Những lời cảm ơn và xin lỗi chạm đến trái tim. Anh xin lỗi vợ về những chuyện mà anh đã quá vô tâm với vợ. Ở bên anh cảm giác rất là thoải mái, vì em không cần phải cố gượng ép là phải là một người phải chỉn chu một cái gì đó quá sức của mình. Em cảm ơn anh. Sau tất cả mọi việc, sau 20 năm chung sống, anh vẫn ở bên cạnh em. Tình bạn 20 năm sẽ mãi mãi bền vững, 30 năm, 40 năm nữa nha. Mời quý vị khán giả đón xem Giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.